Thánh Francisco Assisi, sinh năm 1181, mất năm 1226. Thánh Francisco sinh tại Assisi, miền Umbria, năm 1181. Ông Ferro Bernardo là một thương gia giàu có. Lúc sinh ra thánh nhân, ông đang ở Pháp, nên đã đặt tên cho ngài theo tên quốc gia này. Thời thơ ấu, thánh nhân chịu ảnh hưởng nhiều bởi người mẹ nhiệt thành và khả ái. Ngài tỏ ra vui vẻ, ưa mạo hiểm, có lòng quảng đại và bình dân. Dầu được chuẩn bị để theo nghề buôn bán như cha, ngài vẫn thường mơ ước trở thành một hiệp sĩ. Năm 1201, Francisco tham gia cuộc chiến ở Perugia và bị bắt tù một năm. Kinh nghiệm đau xót này cùng với cơn bệnh ngạch nghèo là khởi đầu cuộc trở lại của ngài. Dù vậy, năm 1205, ngài vẫn còn tham dự vào cuộc viễn chinh tại Apulia. Trong một giấc mơ, Francisco được Chúa Kitô mở lời kêu gọi phục vụ người, nên ngài trở về và hiến mình chăm sóc các bệnh nhân. Ngày 16 tháng 4 năm 1206, Francisco lại nghe tiếng Chúa Kitô kêu gọi ngài tái thiết đền thờ Thánh Damiano. Luôn mau mắn và tận tâm, Francisco đã từ bỏ đời sống cũ và chấp nhận sống như một ẩn sĩ. Khi bị chính cha mình bỏ tù, rồi dẫn đến Đức Giám Mục như một đứa con bất phục, thánh nhân đã từ khước mọi quyền lợi lẫn của cải, cả đến áo quần đang mặc trên người. Hai năm sau, vào ngày 24 tháng 2 năm 1209, ngài nghe đọc đoạn tin mừng Matthew chương 10 câu 9 và thấy mình có ơn gọi đi rao giảng sự thống hối. Đây là giây phút quyết liệt, thánh nhân cởi bỏ tu phục ẩn sĩ, mặc áo vải thô, thắt dây lưng và bắt đầu rao giảng Chúa Kitô. Có hai người bạn đi theo, ngài cho họ một bản luật gồm ba câu thánh kinh: Matthew chương 20 câu 21, Matthew chương 10 câu 9 và Luca chương 9 câu 23. Khi con số môn sinh lên tới 11, ngài viết cho họ một bản luật vấn và dẫn họ tới Roma để được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn. Đức Giáo Hoàng Innocente thứ ba sau phút ngập ngừng đã nhận ra nơi người giáo dân ngay thật và nhiệt tình này là một tông đồ chân chính. Và ngài đã ban lời chuẩn nhận. Sau đó, nhóm huynh đệ trở về Assisi. Họ sống trong những chiếc chòi ở Rivetoto gần Ponticola, rao giảng sự thống hối trên khắp nước Ý. Đầy đơn sơ, họ làm đủ mọi việc và sống bằng nghề ăn xin. Chính sự đơn sơ như thiên thần của Francisco mà họ coi là hiền huynh và hiền mẫu, là gương sống hướng dẫn họ trên đường thiêng liêng. Chưa thành một tổ chức nào, nhưng với sự cho phép của Francisco, họ đi khắp nơi như các anh em thống hối nghèo miền Assisi. Năm 1212, Francisco khích lệ Clara, một thiếu nữ danh giá trong thành phố, thiết lập nhóm chị em sống đời nghèo khó và cầu nguyện ở nhà thờ Thánh Damiano. Họ đã trở thành các phụ nữ nghèo khó và ngày nay gọi là các nữ tu Clara. Không bao giờ Francisco muốn lập một hội dòng, ngài chỉ muốn theo Chúa Kitô trong các sách tin mừng một cách hoàn toàn đến từng chữ viết. Dù vậy, nhóm huynh đệ đã theo một hình thức tu dòng nào đó. Họ đọc kinh nhật tụng, ngủ và ăn chung như các tu sĩ. Khi nhóm huynh đệ đã tăng số cách lạ lùng và mau chóng, Francisco phải ủy quyền cho các người lãnh đạo mà ngài gọi là hiền mẫu hay là tôi tớ của các nhóm. Hàng năm, các anh em họp nhau một lần tại Ponticola. Năm 1216, Francisco tham dự đám tang của Đức Giáo Hoàng Innocente III và được Đức Honorio thứ tư ban ân xá cho Thánh đường Ponticola. Năm sau, ngài được cảm tình với Đức Hồng Y Hugolino là đấng sẽ trung tín bảo trợ ngài mãi về sau. Năm 1219, nhóm huynh đệ tăng số đông đảo và phải chia thành nhiều tỉnh dòng.
cánh đồng truyền giáo đầu tiên của nhóm đã vượt qua rặng núi Alpes. Bất chấp những cân nhắc khôn ngoan, Francisco đã bỏ nước Ý để gia nhập thập tự quân và đã đến gặp Sultan, một vị thánh đế Hồi giáo. Trong khi ngài vắng mặt, nhóm huynh đệ gồm nhiều học viên mới, có học thức và thuộc hàng giáo sĩ. Họ như con thuyền không lái và rơi vào cuộc khủng hoảng. Vấn đề chỉ giải quyết xong khi kêu mời Francisco trở về. Nhờ tài khéo léo của Đức Hồng Y Hugo Lino và nhóm đã phải chọn một khuôn mẫu thông thường của đời sống tu trì. Trước sức ép liên tục, bấy giờ Francisco phải viết một bản luật chi tiết hơn. Dù vậy, bản luật này vẫn còn quá đơn sơ và đòi hỏi những người lãnh đạo mới của cộng đoàn về đàng thiêng liêng. Sau khi sửa lại, bản luật mới này được Đức Giáo Hoàng Honorio III chấp nhận năm 1223. Trong khi đó, Francisco trở nên đau yếu và lo âu. Ngài trao quyền quản trị nhóm huynh đệ cho người đại diện. Từ năm 1221, anh Elia đầy bí nhiệm đảm nhận chức vụ này. Francisco lại lui vào trong núi ngày 14 tháng 9 năm 1224, sau một thời sống ẩn dật. Ngài đã được Chúa Kitô in dấu. Từ đây, bệnh tình ngài tăng thêm và trở nên mù lòa. Ngài được bốn anh em trung tín mang đi đây đó. Năm 1224, ngài đã viết bài ca mặt trời. Năm 1226, ngài viết chúc thư Testament, long trọng nhấn mạnh đòi buộc sống nghèo khó tuyệt đối, vâng lời luật dòng đến từng chữ viết và từ khước mọi đặc ân. Ngày 2 tháng 10 năm 1226, sau khi viếng thăm Clara cùng các nữ tu và chúc lành cho thành Assisi, ngài từ trần tại Ponticola. Hai năm sau, ngài được bạn cũ là Hugo Lino, bấy giờ là Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9, tôn phong lên hàng hiển thánh. Năm 1228, xác ngài được dời về và mai táng tại đại giáo đường do anh Elia xây cất. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.